Sư trụ trì bị nữ MC tống tiền 3 triệu tệ và đêm định mệnh ở khách sạn Thành Đô. Lặng lẽ hỏi Thanh Tăng, nữ nhi có đẹp hay không? Đây chính là đoạn lời bài hát nổi tiếng trong Tây Du Ký này đã miêu tả hình ảnh của Đường Tăng. Một vị cao tăng đại đường không hề bị lay động bởi vẻ đẹp nữ nhi. Tuy nhiên, 1.000 năm sau, tại Trung Quốc, có một vị trụ trì được cho là đã giác ngộ. Nhưng đối mặt với cùng một câu hỏi ấy, lại có một câu trả lời hoàn toàn khác. Ẩn sau vẻ ngoài từ bi chính trực đó là những bí mật gây sốc cho cả thế giới. Sự kết hợp giữa vị trụ trì cao cao tại thượng và một nữ phát thanh viên quyến rũ đã tạo nên một câu chuyện kỳ quặc và đầy rối ren, trở thành tin tức xã hội đáng suy ngẫm nhất năm 2023. Mời các bạn cùng Tâm Linh Cuộc Sống theo dõi câu chuyện trong video ngày hôm nay. Chào mừng quý vị khán thính giả đến với kênh Tâm Linh Cuộc Sống. Trước khi theo dõi video ngày hôm nay, đừng quên đăng ký và chia sẻ kênh đến với nhiều người để ekip chúng mình có thêm động lực ra thêm những video ý nghĩa hơn bạn nhé. Cảm ơn và xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung của chúng ta ngày hôm nay. Tối ngày 24 tháng 2 năm 2021 tại Thành Đô, những chiếc đèn lồng được thắp sáng trên bầu trời đêm quyến rũ. Trong khách sạn cao cấp có một nhà sư ngồi đọc kinh, cố gắng xoa dịu trái tim đang hỗn loạn của mình. Dù cầm kinh Phật trong tay, nhưng khi nhắm mắt, ông ta chỉ thấy ánh mắt quyến rũ của một người phụ nữ. Ông đứng dậy mở cửa sổ, muốn làm dịu bớt bản thân trong gió lạnh. Nhưng thay vào đó lại là làn gió xuân ấm áp, khiến bản thân không thể ngủ yên. Trong đêm tối, tiếng giày cao gót từ xa truyền đến qua hành lang khách sạn. Anh ta tiến gần cửa phòng của mình một cách không vội vã. Một cơn gió thổi qua quyển kinh đặt trên bàn. Từng trang sách được lật qua. Mỗi dòng đều ghi chép về giới luật của chư Tăng. Bản thân ông không biết rằng liệu mình có thực sự muốn phạm giới hay không. Âm thanh giày cao gót ngày càng gần lại, khiến trái tim nhà sư ngày càng hỗn loạn hơn. Ông không ngừng tụng kinh để xua đuổi những tạp niệm bên trong. Bỗng một tiếng gõ cửa khiến nhà sư giật mình và quyết định mở cửa. Dưới ánh đèn mờ ảo là một đôi mắt hoa đào rực rỡ. Trong đêm tối, có tiếng chuông vang lên từ một ngôi chùa xa xôi. Ngôi chùa ấy nằm ở Tứ Xuyên, cách thị trấn Phù Giang 11 km về phía nam. Với quang cảnh đẹp cùng khí hậu dễ chịu, nơi đây là điểm du lịch nổi tiếng của Trung Quốc. Vị trụ trì của ngôi chùa này tên Thích Chiếu Kiệt, tên khai sinh là Trương Bân, sinh năm 1973. Kể từ khi bắt đầu học hành, ông đã một lòng hướng Phật. Năm 1999, Trương Bân xuống tóc xuất gia, và vào năm 2005, ông trở thành trụ trì một ngôi chùa khi chỉ mới 32 tuổi. Trong giới Phật giáo, ông không chỉ có một lý lịch vẻ vang với vô số danh hiệu mà còn được xem là một nhà sư được mọi người kính trọng. Tuy nhiên, chỉ hơn 10 năm sau, tất cả gần như đã hoàn toàn thay đổi. Vào cuối năm 2020, trong khi xem một số video ngắn, Thích Chiếu Kiệt vô tình bấm vào một buổi phát sóng trực tiếp bán đồ nội thất bằng gỗ gụ. Buổi trực tiếp này đã thay đổi hoàn toàn số phận của ông bởi ông đã gặp được người phụ nữ quan trọng nhất đời. Đang trực tiếp live stream là một người phụ nữ xinh đẹp, dáng vóc quyến rũ, tên là Thái Tuyết Mai. Gia đình cô kinh doanh đồ gỗ đắt tiền, nhưng vì tình hình kinh tế khó khăn, việc bán hàng trực tiếp không mang lại hiệu quả. Do không còn cách nào khác, cô đã ngồi quảng cáo đồ nội thất của mình trên nền tảng video ngắn. Tuy nhiên, doanh thu bán hàng cũng không khá hơn là bao. Vì vậy, đối với mỗi khán giả đến buổi live stream, Thái Tuyết Mai đều rất nhiệt tình. Thích Chiếu Kiệt bị vẻ đẹp của cô thu hút, và để có cơ hội gặp gỡ cô nhiều hơn, ông cũng nghĩ đến việc mua đồ gỗ nội thất. Hai người đã trò chuyện trong phòng trực tiếp, rồi sau đó kết bạn riêng. Ban đầu Thích Chiếu Kiệt nói chuyện với mục đích rất đơn giản, nhưng sau khi kết bạn trên WeChat, cuộc trò chuyện giữa họ trở nên thân mật hơn. Mối quan hệ giữa họ cũng dần trở nên sâu sắc và thậm chí có chút mập mờ. Từ lý do ban đầu là mua đồ gỗ đến những hành động trắng trợn như dành cả ngày để chờ đợi trong phòng trực tiếp của cô, tặng đủ loại quà tiêu tốn rất nhiều tiền. Thích Chiếu Kiệt cũng dần dần trở thành fan lớn của Thái Tuyết Mai. Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, mối quan hệ giữa họ nhanh chóng trở nên cuồng nhiệt với những cuộc trò chuyện thân mật. Tuy nhiên, vẫn còn thiếu một bước để họ chính thức trở thành người yêu. Bởi Thích Chiếu Kiệt
là một người giữ chức vị cao quý và được người khác kính trọng. Một bên là giới luật rõ ràng của một vị tu sĩ, một bên lại là nữ MC quyến rũ và lôi cuốn. Nếu tiến thêm bước nữa, có thể ngã xuống vực sâu vô tận. Tuy mỗi buổi sáng đều đối diện với tượng Phật trang nghiêm, nhưng khi nhắm mắt, Thích Chiếu Kiệt chỉ thấy nụ cười của người phụ nữ kia. Trong một khoảnh khắc, ông không muốn quan tâm đến nghi thức nữa. Ý định hoàn tục của ông đã bắt đầu nhen nhóm. Ngày 24 tháng 2 năm 2021, Thích Chiếu Kiệt cảm thấy một chút hỗn loạn khi Thái Tuyết Mai chuẩn bị từ Phúc Kiến đi thẳng đến Thành Đô để gặp ông. Đối mặt với người đàn ông thanh lịch có vẻ ngoài ngay thẳng, Thái Tuyết Mai cũng cảm thấy có chút động lòng. Mặc dù người kia là một vị hòa thượng đầu trọc, nhưng có người phụ nữ nào có thể cưỡng lại sức hút từ một người đàn ông cao quý. Suy cho cùng thì cách ông ấy quẹt thẻ tiêu tiền thực sự vô cùng nam tính. Còn tiền này từ đâu mà có thì chắc các bạn ngồi trước màn hình cũng đã đoán được. Khá giống với một nữ trụ trì từng bị diễn viên nữ nổi tiếng vạch mặt khi ban ngày thì tu hành trang nghiêm, đến tối thì cưỡi siêu xe cùng nhiều người đàn ông làm chuyện đáng xấu hổ. Các bạn có thể xem lại video này ở phần mô tả bên dưới. Khi gặp và ngủ cùng nhau tại khách sạn, hai người cũng chính thức xem đối phương là tình nhân. Tuy nhiên, Thích Chiếu Kiệt với tư cách là người lãnh đạo vốn nên thôi đi những khao khát thế tục. Còn Thái Tuyết Mai lại là người phụ nữ đã có chồng, nên mối quan hệ giữa họ càng không nên công khai. Vì vậy, cả hai luôn tìm cách giấu giếm. Họ vẫn bí mật gặp nhau, thậm chí Thích Chiếu Kiệt cũng nhiều lần chạy đến thành phố tìm người yêu. Nhưng giấy không thể gói được lửa. Chồng của Thái Tuyết Mai sớm đã nhận ra sự bất ổn. Anh ta ngay lập tức kiểm tra điện thoại của vợ, tìm thấy lịch sử trò chuyện của hai người. Dưới sự tra hỏi của chồng, Thái Tuyết Mai sớm thú nhận mối quan hệ riêng tư với Thích Chiếu Kiệt. Khi lần đầu nghe thấy sự việc, chồng Thái Tuyết Mai chỉ cảm thấy đây là một chuyện vô cùng ngớ ngẩn khi vợ đã ngoại tình mà còn với một sư trụ trì danh giá. Tuy nhiên, thay vì như những người khác bắt ghen cả đôi, thì sau đó anh ta lại bắt đầu toan tính âm mưu lớn hơn. Đối tượng ngoại tình của vợ có vị thế xã hội cao, thu nhập cũng không ít. Việc trách móc hay truy cứu đều không còn ý nghĩa, tốt hơn hết là đòi ông ấy bồi thường một khoản tiền lớn. Vì vậy, chồng của Thái Tuyết Mai đã chuyển mục tiêu vào túi của Thích Chiếu Kiệt. Vì cảm thấy tội lỗi, nên cô cũng đồng ý làm theo kế hoạch của chồng, hợp tác với anh ta để diễn một vở kịch. Thái Tuyết Mai bắt đầu trở nên nhiệt tình hơn với Thích Chiếu Kiệt, không còn lo sợ giấu giếm. Thích Chiếu Kiệt cũng không còn cảnh giác trong sự ấm áp của tình yêu, liên tục tặng quà trong phòng trực tuyến, và hai người gặp nhau càng ngày càng thường xuyên. Khi thời cơ đã chín muồi, Thái Tuyết Mai mời Thích Chiếu Kiệt đến thành phố của mình. Ngày 23 tháng 4 năm 2021, hai người hẹn nhau tại một khách sạn nghỉ dưỡng suối nước nóng ở huyện Tiên Hữu, tỉnh Phúc Kiến. Đối với Thích Chiếu Kiệt, đó là một chuyến đi ngọt ngào và mơ mộng, nhưng chỉ Thái Tuyết Mai biết rõ rằng đó là một cái bẫy dành cho ông ta. Chồng cô đã lén đặt camera trong phòng để ghi lại mọi chuyện diễn ra. Như vậy anh ta đã có đủ bằng chứng để ngăn việc đối phương phủ nhận. Mọi chuyện kéo dài đến mùa hè năm đó. Ngày 10 tháng 7, Thái Tuyết Mai một lần nữa đến Thành Đô để gặp Thích Chiếu Kiệt. Khác với những lần trước, lần này chồng của cô đã đến cùng. Với lý do nhớ nhung, Thái Tuyết Mai đã hẹn Thích Chiếu Kiệt đến khách sạn. Nhưng điều chờ đợi ông ta không phải là sự dịu dàng của nhân tình, mà là sự thẩm vấn từ chồng của Thái Tuyết Mai. Khi Thích Chiếu Kiệt bước vào phòng, bỗng cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Ban đầu ông ta phủ nhận mối quan hệ với Thái Tuyết Mai, nhưng đến khi chồng của cô ấy lấy ra video, Thích Chiếu Kiệt mới nhận ra bản thân không còn cách nào chối cãi. Cuối cùng ông đã thừa nhận mối quan hệ bí mật giữa họ. Chồng của Thái Tuyết Mai đe dọa sẽ vạch trần sự thật nếu Thích Chiếu Kiệt không đền bù thỏa đáng cho anh ta. Bởi vì nếu sự việc bị phơi bày, bản thân anh ta sẽ mất danh dự, cuộc sống sẽ rơi vào hố sâu vô tận. Thích Chiếu Kiệt đành phải đồng ý trả cho họ 2 triệu nhân dân tệ. Chồng của Thái Tuyết Mai cẩn thận yêu cầu Thích Chiếu Kiệt chuyển cho họ trước 1 triệu nhân dân tệ với lý do mua đủ gỗ nội thất. Vì vậy, Thích Chiếu Kiệt đã đặt đơn hàng trị giá 1 triệu nhân dân tệ tại cửa hàng đồ nội thất của cặp vợ chồng. Khi tiền sắp đến tay, Thái Tuyết Mai hào hứng cùng chồng rời khỏi Thành Đô. Sau khi nhìn họ đi, Thích Chiếu Kiệt cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Bị gài bẫy một cách vô lý, nhưng vì danh tiếng lại không thể báo cảnh sát. Thích Chiếu Kiệt vô cùng tức giận. Vì vậy ông ta đã cắt đứt mọi liên lạc với Thái Tuyết Mai, gỡ bỏ ứng dụng video ngắn. Vốn nghĩ rằng vết nhơ này sẽ kết thúc tại đây, cuộc sống sẽ trở lại bình yên,
nhưng điều bất ngờ vẫn còn đang chờ đợi ông ta ở phía trước. Đối với cặp vợ chồng tham lam thì vụ tống tiền lần này chỉ là khởi đầu. Ban đầu, chồng của Thái Tuyết Mai đưa ra con số 2 triệu nhân dân tệ chỉ để thử thách, nhưng không ngờ Thích Chiếu Kiệt lại có thể dễ dàng mang ra số tiền lớn như vậy. Sau khi trở về Phúc Kiến, anh ta cảm thấy làm ăn chân chính hoàn toàn không phát tài nhanh bằng việc tống tiền, nên vào tháng 2 năm 2023, khi Thái Tuyết Mai và Thích Chiếu Kiệt đã hoàn toàn cắt đứt liên lạc, thì chồng cô đã đơn độc đến Thành Đô để tìm vị trụ trì cao quý. Khi thấy Thích Chiếu Kiệt trốn tránh không muốn phản hồi, chồng của Thái Tuyết Mai đã liên lạc với bạn bè ông, đe dọa thông qua bạn bè rằng sẽ vạch trần sự việc lên mạng nếu không trả tiền. Xét đến tác động xã hội, Thích Chiếu Kiệt lại bắt đầu nhượng bộ. Tuy nhiên, ông ta không dám đối mặt trực tiếp mà nhờ bạn bè và đệ tử của mình thay mặt đi đàm phán. Chồng của Thái Tuyết Mai đòi số tiền lên đến 3,3 triệu nhân dân tệ, không chấp nhận giảm giá. Đối với Thích Chiếu Kiệt, đây là một khoản tiền lớn, ông ta không thể trả ngay và cũng lo ngại về việc hai người họ sẽ không giữ lời hứa như lần trước. Do đó, Thích Chiếu Kiệt và bạn bè đã thảo luận một phương pháp là chia ra trả theo từng kỳ để chồng của Thái Tuyết Mai tiếp tục nhận tiền, từ đó kiểm soát anh ta. Sau đó, Thích Chiếu Kiệt đã mời vợ chồng Thái Tuyết Mai đến một ngọn núi nổi tiếng ở Tứ Xuyên, yêu cầu họ lập bản thỏa thuận, cam kết bằng văn bản rằng sau khi nhận tiền, họ sẽ không nhắc đến những chuyện xảy ra ở quá khứ. Sau khi giao dịch hoàn tất, cả ba người không còn liên lạc gì đến nhau nữa. Khi nghe xong điều kiện, chồng của Thái Tuyết Mai nhanh chóng ký kết thỏa thuận tại quán trà. Sau khi nhận được khoản tiền đầu tiên, anh ta hài lòng rời đi và chờ đợi từng khoản tiền được chuyển vào tài khoản của mình. Nhưng điều mà chồng của Thái Tuyết Mai không ngờ đến là khoản thanh toán còn lại không đến tay anh ta, mà vào đó là lời triệu tập từ cảnh sát. Mọi chuyện ban đầu đã diễn ra suôn sẻ, Thích Chiếu Kiệt đã thanh toán đúng như lời hứa. Nhưng áp lực lớn từ việc đe dọa kéo dài đã mang lại cho ông ta cảm giác căng thẳng. Cho đến khi không thể chịu đựng được nữa, Thích Chiếu Kiệt đã quyết định báo cảnh sát. Sau đó hành vi tống tiền vô đạo cuối cùng cũng kết thúc. Nhưng tương ứng với đó là việc Thích Chiếu Kiệt, với tư cách là một vị trụ trì danh giá, lại có tình cảm riêng tư với một nữ phát thanh viên cũng bị vạch trần. Hình ảnh mà ông ta cố gắng xây dựng đã nhanh chóng sụp đổ. Sự việc được công khai gây ra cuộc tranh luận lớn và sôi nổi. Một nhà sư vốn nên thanh tịnh và giản dị lại quấn quýt với một phụ nữ phát thanh viên đã có chồng, lại còn bị chồng cô ta đòi một số tiền lớn. Ban đầu mọi chuyện đã được thương lượng ổn thỏa, nhưng kết quả là người liên quan lại hối hận và tự mình báo cảnh sát. Câu chuyện phức tạp này thực sự khiến người ta bất ngờ. Ngoài ra, mọi người cũng phát hiện ra rằng Thích Chiếu Kiệt đã lén lút tích lũy tài chính không đúng thân phận của mình. Là một vị trụ trì thông thường, tại sao ông ta lại có thể đưa ra một số tiền lớn như vậy chỉ nhờ vào sự làm việc chăm chỉ thường ngày? Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, tin đồn lan truyền cuối cùng đã thu hút sự quan tâm của tổ chức Phật giáo. Vụ bê bối của Thích Chiếu Kiệt đã gây ra tác động xấu đến xã hội khi nhiều người không còn tin tưởng vào các ngôi chùa tại địa phương. Nhiều người tu hành chân chính cảm thấy rất xấu hổ khi bị đánh giá chung với một kẻ tu hành giả mạo. Vì vậy, vào ngày 26 tháng 12 năm 2023, Hội Phật giáo đã phát hành thông báo về việc hủy bỏ chức vụ Phật giáo của Thích Chiếu Kiệt. Dựa trên báo cáo về tình hình xử lý Thích Chiếu Kiệt từ Hội Phật giáo tỉnh Tứ Xuyên. Theo đó, Hội Phật giáo đã quyết định hủy bỏ chức vụ Phật tử của Thích Chiếu Kiệt, tên thường gọi là Trương Bân, hủy bỏ lệnh xuất gia số 200-31307, được cấp bởi cơ quan Phật giáo và giáo sư truyền giáo để chứng nhận tư cách của người tu tập. Lệnh xuất gia tương đương với giấy chứng nhận điều kiện làm việc, nên lệnh bị hủy bỏ tương đương với việc Thích Chiếu Kiệt đã không còn là một vị tu sĩ Phật giáo. Chỉ có những hành động nghiêm ngặt dứt khoát như vậy mới có thể cảnh báo được những tu sĩ vi phạm giới luật và an ủi những vị tu sĩ chân chính. Kể từ khi bị thẳng tay xử lý, Thích Chiếu Kiệt đã mất đi danh dự, cả đời không thể ngẩng đầu. Còn hai vợ chồng Thái Tuyết Mai cũng không được kết quả tốt đẹp. Thích Chiếu Kiệt đã khởi kiện hai người này với cáo buộc lừa đảo, hăm dọa với mục đích tống tiền. Vào ngày 7 tháng 11 năm 2023, phiên tòa sơ thẩm đã diễn ra tại Tòa án huyện Yên Sơn, tỉnh Tứ Xuyên. Viện Kiểm sát kết luận Thái Tuyết Mai và chồng cô ta đã lừa đảo, hăm dọa để chiếm đoạt số tài sản trị giá 3,2 triệu nhân dân tệ. Trong đó, có 1,199 triệu nhân dân tệ đã thành công và 2,001 triệu nhân dân tệ chưa thực sự được chuyển giao. Với số tiền lớn cấp đoạt từ người khác, họ sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy đều là tội phạm, nhưng vai trò của chồng Thái Tuyết Mai trong vụ án này chính là thủ phạm. Còn cô được xem là đồng phạm
nên sẽ chịu hình phạt nhẹ nhàng hơn. Dù sự việc đã dần lắng xuống, nhưng điều mà mọi người quan tâm nhất vẫn chưa được giải đáp. Đó chính là liệu Thích Chiếu Kiệt đã lấy đâu số tiền hơn 300 triệu nhân dân tệ nếu không tham lam biển thủ tiền hương quả. Sau khi phía thành phố Thành Đô điều tra, họ không phát hiện Thích Chiếu Kiệt có biểu hiện chiếm dụng tiền thờ cúng. Cùng với sự làm rõ từ phía chính quyền, các cáo buộc về tham nhũng của Thích Chiếu Kiệt cũng dần lắng xuống. Vở kịch này cuối cùng cũng kết thúc, nhưng điều khiến người ta bất ngờ là tại sao một người trụ trì đức cao trọng vọng như Thích Chiếu Kiệt lại bị kéo vào mớ rắc rối như vậy. Có lẽ trong trường hợp này, chỉ có những người liên quan như Thích Chiếu Kiệt và Thái Tuyết Mai mới có thể hiểu rõ. Một người ham mê vẻ đẹp, một người ham mê tiền bạc, họ đã đặt cược tất cả vào đêm ở Thành Đô, nhưng cuối cùng lại mất đi quá nhiều. Quý vị thân mến, đừng quên đón xem thêm nhiều video về những tấm gương tu học Phật giáo, sự kiện tâm linh bí ẩn và những lời tiên tri hấp dẫn từ tâm linh cuộc sống vào lúc 8 giờ tối mỗi ngày bạn nhé. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chúc bình an đến với tất cả các bạn.